Như chào buổi tối đã đưa thì vào chiều qua mùng 5 tháng 2, nhiều người dân thủ đô đã không khỏi ngạc nhiên khi mà chứng kiến hình ảnh đàn thiên nga 12 con bơi lội ở dưới lòng hồ Gươm. Sau khi xuất hiện thì rất nhiều người dân đã đến tận nơi để chứng kiến con vật lần đầu tiên xuất hiện ở tại Việt Nam này. Thế nhưng sáng nay nhiều người dân Hà Nội đã tìm đến Hồ Gươm để ngắm đàn thiên nga này đã vô cùng ngạc nhiên khi chúng bỗng nhiên mất tâm, mất tích chỉ sau có một đêm. Thay vào đó người ta lại thấy chúng bơi lội và kiếm ăn tại khu vực Hồ Thiền Quang cách đó vài km. Theo đó, khoảng 21 giờ tối ngày 5 tháng 2, một nhóm công nhân thuộc công ty thoát nước Hà Nội đã quăng lưới để bắt 12 con thiên nga vừa được thả thí điểm tại Hồ Gươm sáng cùng ngày. Đến khoảng 22 giờ 30, đàn thiên nga đã được bắt lại và đưa lên ô tô để di chuyển đi. Như vậy, chỉ sau một ngày thử nghiệm, đàn thiên nga đã được rời đi khỏi Hồ Hoàn Kiếm. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cho hay, đơn vị vẫn chưa nhận được thông báo hay bất cứ văn bản nào từ phía công ty thoát nước Hà Nội về việc thả thiên nga ở hồ. Việc thả bất cứ sinh vật nào xuống Hồ Gươm đều phải có sự chấp thuận của Sở và Bộ Văn hóa Thể thao. Trước mắt, công ty thoát nước Hà Nội chỉ tạm thời thả đàn thiên nga này xuống Hồ Thuyền Quang do nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt một số nhà khoa học cho rằng loài này không phù hợp với lịch sử văn hóa của Hồ Gươm. Công ty vẫn tiếp tục thu nhận sự đóng góp của chuyên gia và người dân. Ông Trần Nhữ Giáp, giám đốc công ty cổ phần đầu tư công viên Vườn Chim Việt cho rằng thiên nga thả ở Hồ Gươm là của công ty ông tặng cho Hà Nội. Đàn thiên nga được nuôi tại trang trại của công ty đã gần 2 năm, do vậy đã thích nghi với khí hậu và môi trường Việt Nam. Và công ty cũng cử cán bộ kỹ thuật tới để giám sát và chăm sóc đàn thiên nga, đồng thời gắn chip để theo dõi. Sau khi được đưa về Hồ Thiền Quang thì 12 con thiên nga đã được hàng chục công nhân trông giữ nghiêm ngặt để phòng mất trộm. Các công nhân cho biết là đêm qua, 4 công nhân phải bơi thuyền quanh hồ để kiểm tra xem là thiên nga ngủ ở đâu. Nếu thiên nga lên bờ mà bị bắt trộm thì anh em chắc chắn là mất đấy. Dạ vâng, không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, thiên nga còn là biểu tượng cho tình yêu và sự chung thủy đối với bạn đời của mình. Một con chim thiên nga mái sẽ kết đôi với một con trống suốt cuộc đời chúng. Tuy nhiên điều kỳ lạ là thiên nga cũng là loài vật có tỷ lệ đồng tính cao nhất trong số các loài vật. Tỷ lệ cặp đồng tính nam của loài này lên tới 25%, thậm chí cao hơn ở một số khu vực đặc biệt. Vào mùa sinh sản, một trong hai cá thể đồng tính sẽ kết đôi tạm thời với một con mái, sau đó đem trứng về tổ của mình và cùng người tình đồng giới chăm sóc. Thiên nga non của các cặp đôi này có cơ hội sống sót và trưởng thành tốt hơn bình thường nhờ khả năng bảo vệ lãnh thổ và tìm thức ăn của hai ông bố vượt trội so với các cặp khác.